món ăn mà bạn nhất định phải thử khi đến Chiang Mai. Một bên là gà, một bên là bò. Đó. Thì mình sẽ thử cái phần bò này trước nha mọi người. Trời ơi, cái mùi nước cốt dừa thơm lắm. Hai cái suất mì này thì nó sẽ về gia vị thì nó sẽ giống nhau nha mọi người ơi. Nó sẽ chỉ khác là một bên là phần 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 topping là thịt bò, còn một bên là topping là sẽ nguyên một cái đùi gà. Mình sẽ thử cái phần thịt bò trước. Giòn tan. Là cái sợi mì này chiên này mọi người. Đó. Thử nước dùng nha mọi người. Háo hức dã man. Này. Nó sóng sánh. Óng ánh. Nó cay, béo, ngọt của nước cốt dừa. Trời ơi, cái nước cốt dừa béo lắm. Ai mà thích ăn nước cốt dừa nhiều kiểu béo béo như này thì kiểu chắc chắn là sẽ rất thích cái món này luôn á. Và nó cũng sẽ nó cay, cũng đậm đà và nó hơi thiên ngọt một chút. Thế nên là ở đây người ta có cho mình thêm chanh này. Đó, thêm chanh này. Đây là hành đấy, hành tím đấy mọi người. Và dưa. Dưa chua để ăn kèm, mình sẽ bắt thêm chanh nhá. Dưới nó lên. Trộn nó lên nhá. Rồi đây mình sẽ cho luôn cả cái dưa chua này này. Đó. Dưa chua. Hành. Bên kia mình nghĩ mình cũng sẽ cho hành vào đây cho nó còn nóng nóng ấy mọi người, cho nó đỡ cay. Ok, dưa thì lát nữa mình sẽ cho kẻ trộn nó lên. Thử một miếng mì không tức nhá. Sợi mì nhìn là vàng vàng óng óng thì mình đoán là có phải nó sẽ giống như mì trứng của Việt Nam mình không nhỉ? Trời ơi. Cái sợi mì nhá. Nó ngon. Nó kiểu được trần dừa tới. Giữ được cái vị dai dai nha. Và nó kiểu mì ấy, nó thấm hết những cái sốt. Ăn vào nhé mọi người sẽ cảm nhận trước khi mọi người cảm nhận được cái vị bột mì thì mọi người sẽ cảm nhận được cái vị béo của nước cốt dừa. Nó béo ngây luôn á. Để sẽ ăn kèm với rồi dưa này, nhưng phải công nhận là vắt chanh vào ấy nó ngon hơn hẳn mọi người ơi. Nó tiết chế cái độ ngọt của mì lại vừa phải thôi mọi người ạ. Đó. Cái bò mình tan luôn mọi người. Cái bò ấy nó có cả một ít cái phần 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 cái này mình gọi là phần gân hả? Rồi nó được ninh mềm xong rồi nó béo. Và mình nghĩ là mọi người sẽ ăn kiểu kèm thêm nhiều dưa chua thì nó sẽ ngon hơn ấy. Mình sẽ bỏ thêm dưa chua vào tí nữa. Thì cái này có được gọi thêm ta. Mình nghĩ là mình sẽ nhúng cái thìa vào để lấy được phần nước sốt. Ok. Bây giờ mình sẽ để dành một chút, mình sẽ ăn sang thử cái phần gà này nha mọi người.
Cái vị ngon thì nó vẫn như vậy, nó không thay đổi mọi người. Cái vị béo ngon nó vẫn như vậy. Nhưng cá nhân mình thích ăn bò hơn. Vì bò nó kiểu nó có một cái gì đấy nó đặc biệt, mà nó được ninh nhừ thì nó sẽ kiểu béo ngon và ăn cuốn hơn hẳn nhá. Bây giờ thì mình đã đến quán thứ hai rồi nhá mọi người ơi. Quán này thì nằm trong hẻm nên là cũng không được nhộn nhịp như quán kia, nhưng mình nghe nói là nó cũng rất ngon. The Chosen One. The Chosen One. Này, quán này là quán được chọn ở Chiang Mai nha mọi người. Sau đó người ta mới chan nước cốt dừa lên. Thank you. Spicy. Thank you. Mình vừa mới được biết là ở quán này ngoài nước cốt dừa bỏ riêng ra thì cái phần hành này và cái phần dưa này cũng là ăn riêng chứ không cho hết vào để trộn chung. Đó mình vừa được hướng dẫn đó mọi người. Quán này từ năm 2020 2022 từ năm 2020 đến 2023 là đều được Michelin nha mọi người. Wow. Thật sự là mới đầu nhìn quán vắng vắng ấy mọi người, mình cứ nghĩ là nó chỉ được từ năm 2020 thôi. Không quá nhiều người được biết đến hay sao mà nó vắng như vậy, nhưng không, chắc là giờ này người ta là giờ nghỉ trưa thì mình mới đi ăn mọi người. Bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi. Quán này thì có vẻ là giá cao hơn quán bên kia, nhưng mà mọi người ơi, nhiều thịt bò hơn rất nhiều. Và vào đây thì mình cũng được kiểu hướng dẫn tận tình là đây đây là phần ớt các thứ này kia. Bà hướng dẫn rất tận tình, đây là chắc là nước tương đấy mọi người, không phải nước mắm đâu. Mình cũng không biết đây là phần gì. Đây là mật mía mọi người ơi. Cho những ai ăn ngọt nhá. Mình xin phép được đậy cái nắp này lại. Ok. Đây có cả đường nữa mọi người này. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha mọi người ơi. Mình nghĩ là mình sẽ không bỏ thêm cay đâu, bởi vì khi nãy mình thấy ăn ở quán kia cái lượng cay nó vừa đủ rồi. Nào, mình sẽ thử. Bên này thì nước dùng nó lỏng hơn này. Nó rất thơm. Nó béo. Nhưng mà mình phải công nhận là nếu mà cái điểm mà mình điểm điểm nổi bật hơn cái quán kia nhá, khi mà mình nếm thử cái nước dùng này này thì mình sẽ, vì là cái gì ta, nước cốt dừa nó được cho sau, thế nên là mọi người khi mọi người nếm thử mọi người sẽ cảm nhận được cái vị nước cốt dừa nó béo nhưng mà nó lại lại mát kiểu thanh thanh, chứ không giống như quán bên kia. Sợi mì thì cũng giống nhau nha mọi người ơi. Đó. Wow. Lúc đầu mình thử bên này thì mình cảm thấy là sao nước dùng bên này có vẻ nhạt hơn, nhưng không. Bên kia là mình múc cái phần bên này là cái có nhiều cái phần cốt dừa hơn, thế nên là mình cảm thấy là nó nhạt hơn, nhưng không. Đậm đà. Cái vị nó cũng gần na ná nhau đấy mọi người ạ. Nhưng bên này nó béo và nó béo kiểu đã béo lại còn tươi mát. Ok, mình sẽ ăn. Đây. Mình sẽ gắp hành nha mọi người. Bình thường thì mình không ăn được cái hành kiểu sống sống, mà mình phải ăn hành kiểu sống nhưng mà phải kiểu ngâm qua thứ này kia đó mọi người. Nhưng mà cái hành này ăn vào nó rất hợp nhá, nó rất hợp luôn ấy. Nó cay, cái sự cay nó hợp ấy. Ok. Ăn hết miếng chưa vắt chanh này rồi thì mình sẽ thử vắt một ít chanh vào sau nha mọi người. Bên này nó không ngọt đâu mọi người ạ. Bên này nó không ngọt như quán bên kia. Quán bên kia sẽ kiểu ngọt hơn. Bên này thì nó bớt ngọt hơn. Trời ơi, vừa nói vừa nuốt nước miếng.
Ngon. Điểm chung của quán những cái món này là thịt bò này mọi người, nó dựng ninh mềm, ninh mềm lắm luôn, ăn cảm giác mà mềm. Mình là ăn nhá, nó cái bò nó tan ra trong miệng và nó ngậy lên. Mình không biết đây là người ta dùng phần bò nào nữa, nhưng mà wow, ngon thật sự. Thêm một miếng nữa đi. Lý do mình vắt thêm chanh thì cái món này ngon nhưng mà cốt dừa béo, thế nên là để hạn chế cái sự ngán ấy mọi người nên vắt thêm chanh, và vắt thêm chanh thì cái món ăn nó cũng ngon hơn. Nên là vắt thêm chanh là để mọi người có thể ăn được nhiều hơn đấy. Sợi mì bên này thì có vẻ là sẽ kiểu cứng cáp hơn sợi mì bên kia. Sợi mì bên kia sẽ kiểu chín hơn. Cái nước dùng béo thơm, mọi thứ đều rất ngon, rất rất ngon. Nhưng khi mọi người cảm nhận nhá, mọi người đang cho vào miệng này và mọi người đang ăn miếng mì, ăn miếng mì, ăn cái miếng mì chiên là sợi mì này, cắn dưa xong tự nhiên lưỡi mọi người chạm vào cái miếng thịt bò, kiểu cho nó đụng phải cái miếng thịt bò thôi, là cái cảm giác nó béo, nó ngậy, kiểu nó ngập tràn luôn. Nó kiểu nó wow lên luôn đó mọi người ơi, thật sự đó. Ngon ngon mọi người, quán này ngon, nó là kiểu ngon 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 theo kiểu nào đó, kiểu ngon theo kiểu kiểu đậm đà và kiểu kiểu nó có khả năng kiểu đánh thức vị giác của mọi người, nếu mọi người kiểu đang đang không hào hứng muốn ăn lắm. Nhưng mà mình tin mình đi, khi mọi người thử món này thì mọi người sẽ kiểu vị giác của mọi người sẽ được sống dậy. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp nha mọi người, và mình sẽ đi thêm một quán nữa. Đồ ăn của mình đã ra rồi nha mọi người ơi. Quán này rất đông khách luôn ấy, nhưng mà chỉ được mỗi năm ngoái là được Michelin thôi. Ở bên này thì cũng giống như quán thứ hai nha mọi người ơi. Người ta sẽ bỏ mì xong rồi người ta chan cái bò, người ta cũng được hầm ở trong một cái nồi. Sau đó người ta cho bò vào, cho một cả cái nước sốt của cái bò hầm này vào, rồi cuối cùng là người ta mới bỏ nước cốt dừa vào nha mọi người. Quán này thì có vẻ như đậm cái vị ngũ vị hương hơn này. Và nước dùng nó đậm đà hơn hẳn. Ok. Mình thấy mọi người lấy đá ở đây, mình lấy đá và mình sẽ uống nước lọc. Quán này nó là nằm kiểu cái nước dùng này nó sẽ kiểu nằm ở giữa. Nó không quá đặc mà cũng không quá loãng nha, không quá đặc như quán đầu tiên, cũng không quá loãng như quán thứ hai. Nó sệt sệt đến cái mức vừa phải này, nó không quá loãng.
Nói chung là bò ở quán này cũng được ninh mềm mọi người ạ. Nhưng mà độ mềm ấy nó không bằng hai quán trước. Ừ. Thế nên là khi mọi người cắn mọi người vẫn sẽ cảm thấy bò nó ngon. Hơi dai dai nhẹ. Nhưng mà cái sự ninh mềm kia nó sẽ cho mọi người cảm giác khi mọi người ăn ăn tất cả mì bò rồi dưa chua tất cả mọi thứ quyện lại với nhau ấy, nó cái bò nó tăng cái độ béo lên, còn cái bò ở đây thì nó chỉ là mềm nó nhừ thôi chứ nó chưa đạt được đến cái cảnh giới nhừ mà phải mang cái độ béo ngậy như cái hai quán trước. Và nước dùng ở đây thì nó hơi đậm nữa. Nói chung ấy là để đánh giá tổng quan về cả ba quán thì theo cá nhân mình nhá, là quán đầu tiên thì sẽ xếp thứ nhất, quán thứ hai là sẽ xếp thứ hai, và quán này thì xếp thứ ba. Quán đầu tiên tất cả mọi thứ của nó đều hài hòa, dưa ngon, nước dùng ngon, bò ngon, tất cả mọi thứ đều ngon. Quán thứ hai thì điểm trừ, mình nghĩ điểm trừ duy nhất của quán thứ hai đó là dưa hơi mặn. Đó, thế nên là nó sẽ giảm bớt cái vị ngon lại một chút. Và quán này thì cái phần, mình nghĩ phần quan trọng nhất của cái món ăn này, thứ nhất đó là nước dùng, thứ hai đó là bò. Thì bò của quán này nó chưa được ninh nhừ đến, ninh kỹ đến cái mức để cho nó tạo được sộ, tạo được cái độ béo giống như hai quán đầu tiên, và cái nước dùng thì hơi mặn. Mình sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh và nhớ bật thông báo để theo dõi những hành trình tiếp theo của mình nhé.